ជំរាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានរៀបរាប់អំពីករណីជំងឺសើស្បែកលើទីរក់ហើយនេះពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរអំពីជំងឺសើស្បែកលើកុមារធម្មតាបញ្ហាសើស្បែកនោះករណីដែលជួបច្រើននោះគឺមានជំងឺអីខ្លះទៅចា៎ Cái con để đăng thà mà nô nâng mà nẹ nâng quật phát mà xa thiết ở đây mình dáng tới thua ao sử dụng miễn phát tịch cam để xác histamin nơi khăn ông sử dụng chân 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 ai kì chân thầy máy thầy lơ kết thầy lơ chân này ở ha kì tha prun kì tha mà nà mà bị khám ní con thầy chỉ ca phăng phai hay mình mến chỉ ca tất nhé kì chân thầy dương cầm rõ khơi miễn là tùa prun ឬក៏ឆ្លើមនេះគ្រាន់តែជាការសង្ស័យនៅក្នុងប្រជាកសិករនៅពេលដែលគាត់រងអត់ឃើញមូលហេតុអីគាត់សង្ស័យថាមានអង្គសិទ្ធិចុងមានការបង្ករោគកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅមានជាអង្គសិទ្ធិចុងវារ៉ាល់ឬឬក៏មានបារ៉ាស៊ីតប៉ុន្តែបារ៉ាស៊ីតអង្គសិទ្ធិណាល់ព្រូននៅក្នុងពោះវានឹងតាមដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺកម្រឃើញមានយើងមិនអាននឹងវាយតម្លៃបានថាមិនដល់មកពីព្រូនមកពីអី ចាចាឥឡូវនាងខ្ញុំសូមងាកមកជំវិលមកចាប់អារម្មណ៍នឹងជំងឺរមាស់ដូចដែលលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាពីមុនមកយើងឃើញថាកុមារច្រើនណាស់នៅក្នុងសម័យឆ្នាំ80 ដល់ប្រហែលជា5ដំណួរលោកស្រីដែរគឺថាមិញក៏ខ្ញុំអត់ចង់ជំរាបបន្តពីកាទៀតស្អាតហ្នឹងដែរជំងឺដែលតាំងពីឆ្នាំ8ខ្លាយហ្នឹងដែលរៀលដាលអញ្ញាថារៀលដាលជំងឺនេះជំងឺឆ្លងគេគេហៅថាខ្មែរយើងមិនដឹងគេហៅថាអត់អញ្ចឹងតែខ្ញុំមកប្រមាណរបស់ប្រើចំណាតាមពីតាប្រហែលហៅយ៉ាល់ហ្នឹងយ៉ាល់យ៉ាល់ហ្នឹងជំងឺហ្នឹងគឺក៏ជាបណ្ដាមកពីសត្វល្អិតដែរមានមេយ៉ាល់ហ្នឹង ហើយនៅលើស្បែកនៅតែម្ដងគាត់ជៀបចូលនៅលើតាមស្នប់ស្បែកជាពិសេសស្នប់ស្បែកនៅតាមច្រឡំរៀមដៃស្នប់ស្បែកនៅកដៃហើយនៅលើអបរិជាតាមនៅលើប្រដាប់ភេទជាពិសេសនៅរុំទឹកនៅលើប្រដាប់ភេទរបស់ក្មេងប្រុសបុរសបរិវេយកណ្ដាលវិជ្ជាកណ្ដាលគឺយើងឃើញមានកតួលគ្រប់លំមាស់នៅលើប្រដាប់ភេទហ្នឹងហើយជំងឺនេះជាជំងឺឆ្លងបើសិនជាកើតតាមដោយក្នុងក្នុងផ្លែផ្លែហ្នឹង
cứ chăn để cá nông dân tha chỉ được tiếp nơi tiếp đá để cho nó cá ăn làm máy gồm dân cá khoác hạt hay dân kinh nơi cha mà là vậy chứ nhưng nơi chung chung nơi cô xã những bề đầm nơi rùm kia mà cái kia những ở phục mà này còn chẳng biết ngon đi mua cho mua nông trong cô xã nó bao nhiêu là cá thấy thì bây giờ thịt cào móc cứ khơi nhân cá mà nè tiếp thì bây giờ thịt cào móc cứ cá chân mình lơ mà tiếp và ăn nó chỉ chuẩn bị ngon hay không ai giúp bỏ tha chỉ chuẩn bị ăn được cổ dây mình tam phong quạt vô tịch chua quạt vô lá vô tịch chua thì quạt chua khơi mây ăn nằng mây ăn nó cứ mây gạo nó ăn mưa được ngay khơi nè to hoặc ngay được lưng gạo nó hay bỏ tha ăn để nó cho mát gọt cho mát lại nó còn là tha còn đó xong ra thì chân sơn chà mà nó chỉ còn khơi miếng mát thì khơi miếng đấy còn tại tha mình khang khla đôi sớm muốn bạn bè mình riêng đào cho ra chân đi thì tôi riêng đào cho ra chân để nên lừa nhận đại luôn đấy chỉ còn chuẩn bắt đại quan nhân chỉ được tiếp mình xây chỉ thu thiế còn nơi kia mà non rồi mà về anh chân chung cái này như thế hay còn không may là cái lực không may mà những không may ở tam của mỗi chân nam ấy nữa cho ra tay chỉ nhẹ non chậm lòng tim mà nuôi mà nét tên luôn nhé chà chập phu chậm ngươi trang là mang man này cho mang chậm viết chun mà như vậy thì kia sang khi mà mình những cứ tha còn men chưa chậm ngươi ấy đã là san an miên cơ thân đó là những sự vật gì còn tái chăm bách cướp chậm ngươi thì họ nâng bảo thân kia nên lơ sớm mai không tôi chỉ biết tiền ruộng để nó trong khái rồi còn không tôi nâng bảo thân kia khơi những cái tua rồi mua chân nhà với phai lơ sớm mai cứ chăm bách tam giờ bác chăm bách rồi thì ta thì họ nói cứ chăm bách nó như tới tới chuột cướp về chậm niên càng chậm ngươi sao sớm mai làm bây giờ thì cướp xong giờ bác lại score chậm ngươi nâng thân hay chậm ngươi nâng thấy mình giang trước đại tầm khăn mà toán nó cứ chậm ngươi chúng ta ឆ្លងឬមិនឆ្លងចាចាហើយម្យ៉ាងមិនទៀតនោះមិនបើតាមអាយុបលនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់លោកប្រចាំដិតគឺថាមិនត្រូវយកផលិតផលឬស្អីយកមកលាបមុននឹងដឹងថាជាជំងឺអីជារលាកអីមូលហេតុអីក៏គឺកុំអាចតាន់លាបចាំជួបគ្រូពេទ្យសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏នៅក្នុងពេលរងចាំនោះយើងអាចលាបនេះលាបអានោះអីសាកល្បងបានចា dương mình trời phá xa lọc bọn chân vô ní tờ liếp vô nụ tờ liếp mà ní thật xong năm phá đòi chất anh thế mà sân chìa mình chắc bán lót khi mà sân ông phô thác ông phá và xa chiên vô phá tới vì áo phá lọc rõ chán á phá lọc rõ bản thám bốc bí ở sắp vinh nhưng mà lời chung phân năm hóa phân năm năng áo em phê sử dụng để áo phá lọc rõ chán á là hốt đo nhạc lạc ráo nó cắn đo mùi thăng cực bốc tinh mà nó là mà nó pha phi bình ngay mình chia đô thế đây đây mà chụp khi ông chẳng cắn mà thăng màu chẳng được khi chúng ông chẳng qua ra chẳng ngữ ông xa ra thì ông nên chạm mạnh ít sắc bà xin chia mặt chẳng bao mặt trái trái cũng trái và xa chiên và xa chiên từ tuốt thăng nằm mọi nâng nên phá lọc trái nó không phải thật năm liếp chẳng ចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំមានចំណុចមួយទៀតដែលគួរតែចាប់អារម្មណ៍ដែរឥឡូវនេះបញ្ហាអាឡែស៊ីខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមានការច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំបាទសូមចាប់អារម្មណ៍ដែរចាអស់គ្នាហ្នឹងលើទាំងគ្រូពេទ្យទាំងអ្នកដំណើរពេទ្យហ្នឹងគេប្រើពាក្យអាឡែស៊ីហ្នឹងវាទៅជាទូទៅទាំងអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងជំងឺការបាញ់ចែកជាអត្តន័យនិយមន័យវាទៀតហ្នឹងវាអត់ច្បាស់លាស់
គេប្រើជាពិសេសតាក់ទងនឹងគ្រឿងសម្អាងកូស្មេទិកម្សៅឡេដែលគេលាបទៅចេញកន្ទួលរមាស់អីក៏គេថាអាលែស៊ីដែរក្នុងនេះវាត្រូវដែរតែវាត្រូវមួយចំណែកតូចវាមានរឿងវាច្រើនខ្ញុំចង់បង្ហាញអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យមកប្រើជាពាក្យថាផលអាក្រក់របស់ឆ្នាំវិញចាតែគេថាអាលែស៊ីហ្នឹងគេថាឲ្យតែមានអាលែស៊ីនសុបស្បង់ឯមួយសារធាតុអ្វីមួយទៅចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងហើយ immune system system immunity របស់យើងហ្នឹងមកកើតចេញជា reaction មកគឺថាអាហ្នឹងគេហៅថា reaction ហ្នឹង reaction allergic ណាដូច្នេះរឿងវាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងយើងមិនដឹងចូលមួយណាមកនិយាយគឺថា allergic ហ្នឹងហើយបើភាសាខ្មែរយើងខ្ញុំអត់ចង់ណែនាំឲ្យប្រើពាក្យអញ្ចឹងវិញថាបើថាយើងប៉ះអ្វីមួយទៅលំមោះខ្វាច់ញាវរួលមកអាហ្នឹងខ្មែរថារួលហ្មងហើយដល់ពេលស្រងនេះរបស់ឆ្នាំនៅក្នុងដែលគេប្រកប
nhưng cái nông lê cái nông mặt tay rồi gọi nam biết được cho mặt chuẩn bị mình chăng nhưng para dù tới ai họ là cọ tràn lan ai ai quên rồi để anh tràn lan rồi chăng chỉ riêng ai xem kia thằng nó cứ nhìn para phía thảo lọ xí thì mình thấy mà cho mặt xong ចាចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំបានជួបធ្វើសម្ភាសន៍ចំពីបញ្ហាស្បែករបស់ទារកនិងកុមារ